Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy phụ huynh Ly bài tập toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 119, 120, hai bài liên tiếp luôn. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài thực hành. Bài số 1, nối giờ theo từng hoạt động thích hợp theo mẫu. Trong này thì chúng ta sẽ có là có hoạt động là ngủ nè, có hoạt động là chơi bóng nè, có hoạt động là đi học nè, có hoạt động là học bài nè. 10 giờ đêm chúng ta sẽ có là 4 mốc thời gian: 1, 2, 3, 4. 10 giờ đêm, 5 giờ chiều, 8 giờ tối và 7 giờ sáng. Như vậy đi ngủ thì trong này chúng ta sẽ có là sẽ là 10 giờ đêm đi ngủ, được không? Rồi đây, đi ngủ. 5 giờ chiều thì chúng ta sẽ đi chơi bóng. Đây, 5 giờ chiều chơi bóng. Và 8 giờ tối thì chúng ta ngồi học bài. 7 giờ sáng thì chúng ta đi học. Rồi câu số 2. Số 2 người ta yêu cầu là em viết tên các hoạt động ở trên theo thứ tự thời gian trong một ngày theo mẫu. Em đi học lúc 7 giờ sáng. Rồi, chúng ta đi học rồi, chúng ta làm gì đây? Chúng ta quay lại chúng ta xem. Đây là 7 giờ sáng, rồi tới là 5 giờ chiều, 8 giờ tối là tới 10 giờ đêm. Được không? 7 giờ sáng này, 5 giờ chiều này, 8 giờ tối này, 10 giờ đêm. Như vậy là cái bài này, cái phần này người ta đã ghi mẫu cho mình rồi. Em đi học lúc 7 giờ sáng. Rồi tiếp theo là em chơi bóng lúc 5 giờ chiều. Em chơi bóng lúc 5 giờ chiều. Rồi tiếp theo, thời gian là nữa là 8 giờ tối. Em học bài lúc 8 giờ tối. Học bài lúc 8 giờ tối. Rồi cái cuối cùng thì em đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Em đi ngủ lúc 10 giờ đêm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy thì có phòng mô tả. Trong phòng mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm nhé. Chúc các em học giỏi.